Theo thông tin trên báo Luật pháp Việt Nam, nha anh chị, theo luật đất đai năm 2024, nhiều loại đất không giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng. Vậy thì những cái loại đất nào không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024? Anh chị ha. Rồi, theo luật anh chị nha, theo quy định tại điều 138 Luật đất đai năm 2024, số 31/2024 Quốc hội 15 đã chia thành ra 3 nhóm nha anh chị. 3 nhóm đất chưa có sổ bao gồm: nhóm 1 đó là những hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, nay được Ủy ban Nhân dân xã nơi có xác nhận là đất không có tranh chấp. Có nghĩa là những cô chú anh chị, cái thời đó, thời trước năm 1980 đó, là chúng ta đi kinh tế mới hoặc là chúng ta được đi khai hoang, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ trồng trọt chăn nuôi và chúng ta không quan tâm tới cái việc mà cấp sổ, đúng không ạ? Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có sổ, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm sổ nha quý cô chú anh chị, để mà chúng ta có ổn định về giấy tờ, sau này chúng ta có làm cái việc gì nó cũng sẽ rất là thuận tiện. Nào, nhóm 2 đó là những hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 cho đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, đúng không ạ? Nay được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận là đất không có tranh chấp, có nghĩa là trước năm 1993, giới hạn là 10 năm. Nhóm 3, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban Nhân dân xã nơi có giấy xác nhận là không có tranh chấp, đúng không ạ? Thì như vậy cho tôi thấy thì luật đất đai năm 2024 quy định chi tiết ba mốc thời gian, đúng không ạ? Sẽ được xét cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và từ 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là mốc là khoảng 10 năm chị nha. Như vậy thì luật đất đai năm 2024 đã mở rộng mốc thời gian sử dụng đất không có giấy tờ được cấp sổ kéo dài thêm 10 năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thành 1 tháng 7 năm 2014. Đúng không ạ? Cho ta đã thấy thì từ ngày 1 tháng 8 năm 2000 tới nay, đất không giấy tờ mà đất không giấy tờ sử dụng trước ngày 1 tháng 7 được tăng cơ hội cấp giấy chứng nhận. Cô chủ trì lưu ý nha. Rồi, tiếp theo. Theo quy định tài khoản 3 điều 138 Luật đất đai 2024, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 2014 không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ. Khi mà chúng ta có điều kiện như sau, đúng không ạ? Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta phải cái đất của chúng ta á, nằm trong cái khoảng không đó, đúng không ạ? Khoảng không đó và kèm theo các điều kiện. Thứ nhất là đất chúng ta không có vi phạm quy định về pháp luật đất đai. Thứ hai, không thuộc trường hợp đất được nhà nước giao đất không đúng thẩm quyền. Ba, được Ủy ban Nhân dân xã nơi mà có đất xác nhận đó là đất không tranh chấp. Là ba trường hợp đó thì chúng ta sẽ được cấp sổ. Mà bên cạnh đó, theo quy định tài khoản 1 điều 118 Luật đất đai năm 2024, đất nông nghiệp đã sử dụng làm đất ở hoặc đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 2014 mà không có giấy tờ sổ hộ khẩu thường trú hay vùng có kinh tế khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận đất không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nha chị. Ngoài ra, trường hợp các hộ gia đình cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp ổn định, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch thì cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, hạn mức sẽ không vượt quá mức giao đất nông nghiệp đối với cá nhân theo quy định anh chị nha. Rồi, thời hạn sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất tính từ ngày cấp giấy chứng nhận với diện tích đất nông nghiệp còn lại thì phải chuyển sang thuê đất của nhà nước nếu có. Có nghĩa là đối với đất nông nghiệp đó thì chúng ta sẽ được nhà nước giao cho một cái khoản nào nhất định, đúng không ạ? Thì cái khoản còn lại đó thì chúng ta phải đóng theo thuế của nhà nước. Hùng ví dụ mỗi cá nhân sở hữu khoảng từ khoảng 3 hectare đất, đúng không ạ? Nhưng mà khi cô chú anh chị chúng ta đi khai hoang á thành là 5 hectare, 10 hectare, đúng không ạ? Thì trừ ra 3 hectare mà nhà nước cho chúng ta, đúng không ạ? Đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng cái hạn mức thì cái phần còn lại á thì chúng ta sẽ phải đóng thuế anh chị ha. Rồi, hiện nay luật đất đai 2013 số 45/2013 Quốc hội 13 quy định các nhóm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gồm, anh chị lưu ý này. Thứ nhất, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất để trực tiếp tham gia sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt từ trước ngày 1 tháng 7 2014 mà thứ nhất không có các giấy tờ theo quy định, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nay được Ủy ban Nhân dân xã nơi đất có đất xác nhận là đất sử dụng ổn định không tranh chấp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất,
hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014 và không vi phạm quy định về luật đất đai, nay được ủy ban nhân sẽ xác nhận là không có tranh chấp phù hợp với, thứ nhất là quy hoạch sử dụng đất tại địa phương có tại thời điểm đó, thứ hai phù hợp với chi tiết xây dựng đô thị, thứ ba quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới, thứ tư được cơ quan nhà nước phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch. Thì nói tóm lại để mà đất của quý cô chú anh chị mà chưa cấp sổ lần đầu anh chị nha, chưa cấp sổ lần đầu thì đất của mình nó không có tranh chấp đã, đúng không chị? Rồi sau đó thì chúng ta mới bàn tới những cái sau. Còn nếu như mà đất của anh chị mà đặt đủ các điều kiện đúng bạn nhưng mà nó bị tranh chấp thì chúng ta là sẽ không có được là xét để mà cấp sổ anh chị ha. Rồi hai là những loại đất nào mà những loại đất nào thì gọi là đất không có giấy tờ theo luật đất đai 2024, đúng không? Đất đang sử dụng ổn định mà thiếu một trong các loại giấy tờ được lập trước ngày 15/10/1993 gồm giấy tờ do cơ quan thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước từ thời anh chị ra từ thời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một trong những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp bao gồm như là bằng khoán điền thổ, văn tự đoàn mãi bất động sản có dấu chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua bán tặng cho đổi thừa kế nhà ở gắn liền với đất có chứng nhận của cơ quan chế độ cũ, di chúc thỏa thuận phân chia di sản, giấy phép cho xây cất nhà ở, giấy phép hợp thức hóa kiến trúc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, bản án của tòa án thuộc chế độ cũ có hiệu lực thi hành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, giấy chứng minh có tên trong sổ đăng ký ruộng, sổ địa chính, giấy tờ chuyển nhượng mua bán nhà đất được ủy ban nhân dân xã xác nhận sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 mà có tên người sử dụng đất anh chị nha. Rồi một trong những giấy tờ được lập theo chỉ định 299/TTC ngày 10/11/1980 của thủ tướng gồm biên bản xét duyệt của hội đồng đăng ký ruộng cấp xã xác định người sử dụng đất là hợp pháp, bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp cho ủy ban nhân dân xã, hội đồng đăng ký ruộng cấp xã, cơ quan quản lý đất cấp huyện, cấp tỉnh lập đơn xin đăng ký ruộng đất, giấy tờ chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của ủy ban nhân xã và huyện, giấy kê khai đăng ký nhà cửa được ủy ban nhân xã, huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận, đất được giao cho cán bộ chiến sĩ làm nhà ở theo chỉ thị 282, chỉ thị QB quốc phòng ngày 11/7/1994 nhưng lại thiếu phí giấy giao đất, việc giao đất đó đã được phê duyệt tại thời điểm giao đất và phù hợp với quy hoạch. Đó là một trong, ngoài ra nó còn thêm được nhiều những cái giấy tờ kèm theo của cái chế độ cũ cũng như là những cái văn bản, những cái giấy tờ trước đây anh chị ha, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý này, trong tất cả những cái mà anh chị cần lưu ý á, cho dù đất chưa có sổ hay như thế nào anh chị cố gắng làm cho Hùng á, đó là đất của mình đừng có rơi vào cái trường hợp nó bị tranh chấp nha anh chị. Rồi ba thì cái thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mà đất của chúng ta mà đủ điều kiện, đúng không ạ, đủ điều kiện để cấp đổi mới, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ lên ủy ban chúng ta có một cái thủ tục xin cấp đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta một cái bộ hồ sơ, bao gồm hộ gia đình và cá nhân chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 8 thông tư 24/2014 theo Bộ Tài nguyên Môi trường như sau. Thứ nhất là chúng ta có cái đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận, thứ hai là bản sao các giấy tờ liên quan tới cái thửa đất của chúng ta, đúng không ạ, để chúng ta làm thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng minh miễn giảm tài chính nếu như mà chúng ta phải có, đúng không ạ. Thứ ba là xác nhận của ủy ban nhân xã của đất của chúng ta là không có tranh chấp và phù hợp với cái quy hoạch tại địa phương tại khu vực đó, giấy tờ đã được công chứng, chứng thực và bản sao giấy tờ liên quan mang theo cả bản chính để xuất trình, người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu anh chị nha. Thứ hai đó là trình tự thủ tục bước một là nộp hồ sơ, là cái bộ hồ sơ mà cái bước một chúng ta đã chuẩn bị. Có hai cách chúng ta nộp, một đó là chúng ta nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã nơi mà có đất anh chị ha. Cách hai á thì chúng ta có thể là nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng đăng ký đất đai. Bước hai đó là tiếp nhận hồ sơ, bộ phận cơ quan tiếp nhận bộ hồ sơ, đúng không ạ, kiểm tra bộ hồ sơ đó, đúng rồi, sau khi mà đúng hết thì chúng ta sẽ hẹn với ngày để chúng ta trả kết quả. Còn nếu như mà cơ quan tiếp nhận đúng không ạ, thông báo chúng ta là chúng ta còn thiếu cái giấy tờ thì chúng ta cần cung cấp giấy tờ thì chúng ta bổ sung, đúng không ạ, nhưng mà không quá tối đa 3 ngày. Rồi bước ba là chúng ta sẽ là nộp thuế phí, đúng không ạ, người đề nghị cấp giấy chứng nhận sẽ nhận được một thông báo nộp thuế từ cơ quan thuế, theo đó người đề nghị phải nộp đủ số tiền theo thời gian như thông báo và giữ biên lai chứng từ để xuất trình khi mà chúng ta nhận giấy chứng nhận. Bước bốn cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện thì không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đó là những cái mà thông tin chi tiết mà Hùng muốn gửi tới cho quý cô chú để chúng ta lưu ý, đúng không ạ, đối với những cô chú anh chị mà đang có những cái bất động sản nhà hoặc đất mà chúng ta chưa cấp sổ lần đầu, đúng không ạ, rồi hoặc là chúng ta đang có cái giấy tờ mà chưa hợp lệ thì cần Hùng tư vấn thì có thể là inbox Hùng hoặc là kết nối với Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cô chú chị.